Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 96 của bộ truyện tiên nghịch tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Thì tập này được mang tên là Hồng Điệp Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người Đập trước thì Vương Lâm khi đấu với ý cảnh của Lý Mộ, Liễu mi thì có một số nguyên nhân hình như là hai người đã có mối tình một đêm với nhau rồi. Sau đó thì Vương Lâm mới tiến vào bên trong mộ. Nhưng mà không bao lâu thì chu thức mộ mới sụp đổ khiến cho những cái khe nứt gọi là khe nứt huyễn cảnh thứ nguyên gì đó xuất hiện. Tu sĩ mà dính vào khe nứt này là chết luôn. Giống như cái lão già mà tiên tộc, thiên di tộc năm đó từng đuổi theo Vương Lâm cũng nằm trong số này nữa. Sau đó thì Vương Lâm mới tiến vào trung tâm của chu tiết mộ Thì gặp được kiếm hùng Lúc này thì Vương Lâm mới dùng kiếm hùng hứa lập quốc để đối phó với kiếm hùng ở đây. Đoạn cuối ta vừa rồi thì khi mà kiếm hùng cái bỏ chạy rồi kiếm hùng hứa lập quốc và Vương Lâm mới đuổi theo một cái kiếm hùng đó. Một canh giờ sau, từ xa nhìn lại bên trong không trung của hố trũng thật lớn ở vị trí trung tâm có vô số thanh kiếm. Truyền ra từng trận kiếm minh, dù chưa tới gần Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được cổ kiếm khí kinh người nơi đây. Thân mình hứa lập quốc chậm lại Không dám tiến lên đuổi theo nữa Nhìn lại phía vương lâm lấy lòng Nói Chủ nhân nè, người xem kìa Một đường ta cũng không có chút lười biến gì Giúp người đem tất cả kiếm hồn đuổi tới nơi này Người xem kìa, giờ ta cũng không có việc gì nữa rồi Không bằng để ta trở lại trong thanh kiếm nha Chờ người tiêu diệt kiếm hồn kia ta lại ra Nói xong hứa lập quốc vội vàng hướng về kiếm tiên thu nhỏ lại Chỉ có điều thân mình của nó vừa mới trở về được một nửa thì Vương Lâm đã nắm lấy kiếm tiên ném về phía trước. Gã cũng bị kéo theo bay về phía chỗ đang có đầy cái thanh kiếm kia. Hứa lập quốc hét lên một tiếng, toàn bộ thân mình lập tức trở vào trong kiếm, khống chế nó định chạy trúng. Nếu ngươi không phá tặng nơi này cho ta, lưu lại ngươi cũng vô dụng thôi. Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng, quanh quẩn xung quanh hứa lập quốc. Gã âm thầm kêu khổ, đáy lòng không ngừng nguyền rủa Vương Lâm nhưng lúc này gã cũng không dám trốn nữa cắn răng kiên trì mang theo kiếm tiền điên cuồng lao về hướng cái đám bảo kiếm trên hố trũng kia gã gào rít thông qua kiếm tiền truyền ra thành một cái tiếng kiếm minh lung trời lở đất tiếng kiếm minh này chấn động cửu thiên dưới âm thanh này đảm bảo kiếm bên trên hố trũng lập tức tách ra thành một cái thông đạo chỉ thấy lúc này sương mù màu thâm lam bên trong hố trũng không ngừng quay cuồng cùng lúc đó một thanh loan nguyệt đau từ bên trong chậm rãi bay ra ánh mắt vương lâm lộ ra một đia thất vọng trước đó hắn đã cảm nhận rõ ràng khí thức giống với vật của tiên giới điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là dầu to rồi tuy nói hắn vẫn không cho rằng khả năng lớn nhưng cảm giác đó vẫn sâu đậm không phai đáng tiếc vật trước mắt này không đem đến cử phú mà là một thanh loan đau từ xưa đến nay đau kiếm vẫn luôn nổi danh nhưng đau có ngạo ý đau có cuồng tức nếu sắt thép bình thường thì không tính, chỉ khi có được linh tính trở thành một loại tồn tại của hùng thì không dễ dàng ngưng tụ với nhau một chỗ, lại càng không ngờ có thể khiến vô số kiếm hùng trở nên sùng bái như lúc này. Đây tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Tuy nhiên vật này tuy là bất phàm, nhưng cũng là từ rất nhiều mệnh hùng tạo thành, do đó căn bản không thể lấy được. Dù là cầm trong tay, khi ly khai khỏi nơi này, mất đi lực lượng giam cầm kỳ dị của tu tinh chi tinh, thì lập tức sẽ băng toái hóa thành mệnh hùng trở về điểm khởi đầu. Vương Lâm than thầm, nâng tay lên muốn triệu hồi kiếm tiên lại, rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, lóe ra quang mang kỳ dị, nhìn chầm chầm vào thanh loan đau kia. Không đúng, đau hùng này không phải tạo thành tiền dù mệnh hùng, nó chỉ là một mệnh hùng mà thôi. Vương Lâm thở sâu, sau khi tiến vào chu thức mộ, gặp nhiều linh vực mệnh hùng thì phần lớn trong số này đều được tạo thành từ nhiều mệnh hùng ngưng tụ mà thành. Chưa bao giờ có một linh vực nào mà từ một mệnh hùng biến hóa ra. Chỉ có duy nhất đau hùng trước mặt này. Khi thanh loan đào từ bên trong hú trũng kia bay ra, những thanh bảo kiếm bốn phía lập tức phát ra kiếm minh như là thần phục, giống như thần tử bái kiến thiên tử lùi về phía sau. Ở bên trong kiếm tiên, sau khi hứa lập quốc nhìn thấy thanh loan đao này, lập tức trở nên khẩn trương, Gã bẩm sinh nhát gan, lúc nãy chứng kiến những kiếm hùng khác đều như vậy. Do dự một chút, Đấy lòng gã bái phục nhưng lại sợ vương lâm. Gã rung rẩy lại khiến cho thân kiếm tiên cũng rung rẩy theo. Thanh loan đào kia lóe lên, lấy một tốc độ khó có thể tin được xuất hiện bên cạnh kiếm tiên. Chỉ nghe một tiếng khen trong trẻo vang lên. Thanh kiếm tiên lập tức bị bắn xa mấy trượng nhưng cũng không có chút sức mẻ nào, vẫn hoàn hảo như lúc đầu. Hứa lập quốc hét lớn một tiếng Không chút do dự kéo kiếm tiền bay về phía Vương Lâm Vương Lâm nhướng mày Hắn đã biết hứa lập quốc nhát gan Nhưng cũng không ngờ tới lúc này Gã cũng không dám chiến đấu chút nào Mà đã trực tiếp chạy trốn như vậy Tề phải Vương Lâm triệu hồi Tâm niệm dẫn động Thanh kiếm tiền lập tức phá không Bay lại vào trong tay của hắn Thanh luận đào lóe lên nhanh chóng đuổi theo Thân mình Vương Lâm lập tức lùi về phía sau Kiếm tiền trong tay cũng chém ra kiếm quang lập tức gào thét xông ra va chạm với thanh loan đao Âm một tiếng phía trên loan đao cũng không chút sức mẻ gì ngược lại tán ra một cổ băng hàng ý cùng lúc đó một đạo thượng niệm từ trong thanh loan đao truyền ra nó lưu lại người cút sau khi thần niệm truyền ra thanh loan đao này nhoáng lên một cái hóa thành một thanh loan đao thực lớn dài chừng mười trượng chém xuống Lập tức một đạo đau mang như khai thiên tích địa ầm ầm chém đến. Hai mắt vương lâm chớp lên, trong lúc lui về phía sau, kiếm tiền trong tay chắn ngang trước người. Đào mang chém xuống, chỉ nghe âm một tiếng, thân mình vương lâm lập tức bị bắn ra xa. Hắn nương theo cái cổ lực lượng này không chút dừng lại, tiếp tục thối lui. Lực công kích của thanh loan đao không kém một kích toàn lực của anh biến hậu kỳ tu sĩ. Nếu không sử dụng thập ức tung hồn phiên, vương lâm không thể địch lại, Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh Hướng hắn bỏ chạy cũng không phải là theo đường cũ Mà là theo hướng ngược lại Trực tiếp xuyên qua hú trũng thực lớn kia Bay nhanh vào chỗ sâu bên trong Trên thanh loan đào truyền ra từng đạo thần niệm Lập tức những thanh bảo kiếm phía trên Lập tức phát ra tiếng kiếm minh ông ông lao theo Vương Lâm truy kích gắt gao Vương Lâm bay đi cực nhanh Trực tiếp xuyên qua đám hú trũng này Vô số bảo kiếm điên cuồng truy kích Thanh loan đao phía sau thỉnh thoảng lại phát ra đau mang, gào thét xông đến. Kiếm tiền sớm đã được Vương Lâm thu hồi Hắn xuất ra toàn bộ tốc độ Nhanh chóng bỏ chạy Ở phía trước hắn Một thanh kiếm từ trong hú trũng lao ra Thành thế Nam Bắc giáp công Hướng về Vương Lâm đâm tới Ánh mắt Vương Lâm lóe lên Tay phải xuất ra một trảo cách khung Lập tức thập ức tung hùng phiên xuất hiện trên tay Hắn rung lên Đem hùng phiên này bao lấy cả thân người Hóa thành một đảo khối đen dập dình Tốc độ lại tăng nhanh mấy lần Thanh kiếm trước mặt đâm tới Lập tức bị trượt thay đổi phương hướng đuổi theo không rời lúc nãy phía sau vương lâm có một mảng đầy những thanh kiếm rậm rạp vô cùng vô tận kiếm quang ngập trời gào rít giữa đất trời hàng khí phát tán ra từ những thanh bảo kiếm này khiến nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống không ngờ còn xuất hiện sương lạnh lúc này cả đất trời chỉ còn âm thanh của kiếm minh lông trời lỡ đất gào rít chấn động cả cửu châu dường như không trung cũng phải sụp đổ đại địa đều phải rung chuyển Thành thế này cực lớn, trong phạm vi mấy vạn dặm, hầu như tất cả các tu sĩ đều phát hiện ra. Có nhiều thân ảnh nhoáng lên hướng về nơi này bay đến, muốn xem tụt cùng là có chuyện gì xảy ra. Một thanh kiếm là kèm theo một tiếng kiếm minh, một đạo hàng mang. Lúc này chúng tập hợp cùng một chỗ, đã hóa thân trở thành một thanh viễn cổ kiếm tiên. Kiếm khí bay lượn đạo đạo lóe ra xung quanh bốn phía của Vương Lâm. Dưới sự bao bọc của tung hùng phiên Vương Lâm nhoáng lên như một làn khối nhẹ lượn lờ bay về phía trước. Nhưng dù là như thế vẫn có rất nhiều kiếm quang chém lên, chẳng qua đều bị tung hồn phiên ngăn trở mà thôi. Chỉ khi đào mang của thanh loan đầu chém xuống thì Vương Lâm mới xuất ra kiếm tiền ngăn cản. Một đường phi hành cực nhanh, cực phấn khích khiến Vương Lâm không khỏi nhớ tới cảnh tượng năm đó khi tu vi của mình còn yếu bị người ta đuổi giết. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước Vương Lâm có hai đậu vòng cung bay tới nhưng ở ngàn dặm bên ngoài hai đạo vòng cung này đột nhiên dừng lại hiển nhiên đã nhận ra sự quỷ dị nơi này nhanh chóng thay đổi phương hướng lập tức thoát đi vương lâm ngửa mặt lên trời cười lớn hơi ngoảnh đầu nhìn thoáng qua một tảng lớn vô số bảo kiếm truy kích gắt gao sâu lưng nhất là thanh loan đau quỷ dị khó lường thỉnh thoảng lại lóe lên trong đó thân mình hắn nhoáng lên một cái lập tức thuấn di trực tiếp xuất hiện bên ngoài ngàn dặm chẳng qua thân hình hắn vừa hiện ra những bảo kiếm đuổi theo sau không ngờ cũng lóe lên phá toái hư không giống như trực tiếp xuyên qua không gian tiếp tục truy kích âm thanh ầm ầm truyền khắp đất trời không ngờ có một chút dấu hiệu mơ hồ của thiên địa tu tinh chi tinh này đang vỡ vụn ra hai đạo vòng cung kia lập tức gấp rút chạy đi vương lâm liếc mắt một cái đã nhận ra hai người ở bên trong hai đạo vòng cung này hai người này cũng là hai người mà hắn quen biết vừa thấy lỗ tay của nam tử kia vương lâm nhận ra gã là chu vũ thái về phần nữ tu kia, trên mặt mang một tấm khăn mỏng màu đen. Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhận ra thân phận của nàng. <laughs> chú Huynh, đừng vội chờ tại hạ một chút chứ. Tuy nói Vương Lâm bị vô số bảo kiếm truy kích, nhưng sắc mặt vẫn thông dung, cười vang lên rồi nói. Sắc mặt của chu Vũ Thái khó coi, thầm nhũ. Xui xẻo thiệt mà. Gã làm ra vẻ hoàn toàn không nghe không thấy câu nói của Vương Lâm, ngược lại tốc độ lại còn nhanh hơn nữa. Về phần nữ tử che khăn kia, sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt lại lộ ra một tia sợ hãi, cắn răng lập tức bỏ chạy. Cứ như vậy, hai người Chu Vũ Thái phía trước, Vương Lâm ở giữa, còn phía sau là kiếm quang rậm rạp phu thiên cái địa, nhất là thanh loan đau trong đó lại thỉnh thoảng phát ra đau mang chém tới. Đau mang mới chính là thứ mà Vương Lâm e ngại, mỗi lần đau mang xuất hiện, hắn đều nhanh chóng tránh né. Thanh loan đau này cực kỳ quỷ dị, trong khi Vương Lâm bỏ chạy, thường thức không ngừng xem xét. Hắn phát hiện ra mỗi khi tốc độ của thanh loan đao này quá mau, xung quanh lại xuất hiện một cổ lực lượng kỳ dị, khiến tốc độ nó hơi chậm lại. Nếu không như vậy, nhất định nó đã nhanh chóng đuổi kịp Vương Lâm. Trong quá trình này, ba người đều xuất ra tốc độ nhanh nhất. Ba nén hương sau, ranh giới của khu vực đầy hú trũng này với bên ngoài đã xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân mình lập tức thuấn di, biến mất tại chỗ khi hiện ra đã xuất hiện ở bên cạnh tranh giới này. Sau khi hiện ra, hắn vẫn không dừng lại mà hướng về phía xa xa bay đi. Chu Vũ Thái hơi do dự, lập tức hướng Vương Lâm mà đuổi theo. Về phần nữ tử đeo khăn che mặt kia, ánh mắt chợt lóe lên, thay đổi phương hướng, tách ra khỏi Chu Vũ Thái. Những thanh phi kiếm khi truy kích đến đây lập tức dừng lại, chỉ có thanh loan đao kia vẫn không chút định trệ, lóe lên, trực tiếp xông ra khỏi khu vực đó. Thanh loan đao này sau khi ra khỏi đó, đột nhiên tốc độ tăng vụt lên, cố lực lượng kỳ dị bao phủ nó dường như suy yếu khiến cho tốc độ nó tăng nhanh đến không thể tin được gần như trong nháy mắt thanh loan đao vượt qua bên người chu vũ thái trực tiếp hướng về chỗ của vương lâm trên trán chu vũ thái túa ra mồ hôi lạnh vừa rồi khi thanh loan đao xẹt qua người của gã thì gần như gã không thể phát hiện được chỉ cảm thấy cuồng phong quét đến khi nhìn lên thì chỉ còn thấy một điểm đen đang biến mất đây là linh vật gì vậy tốc độ quá nhanh rồi so với vừa rồi tối thiểu phải nhanh hơn mấy chục lần đế lòng chu vũ thái hoảng sợ trầm ngâm rồi lại bay về phía trước tốc độ bay đi của vương lâm không thể không chậm lại vì sau khi đi qua khu vực có những hố trũng cái khe thứ nguyên lại xuất hiện nhiều hơn hắn dừng lại một chút đứng trên đỉnh một ngọn núi nhìn về phía trước xa xa có một ngọn núi phát ra ánh sáng bảy màu bộ dáng của ngọn núi này so với miêu tả của tư đồ nam về linh sơn thì giống nhau như đúc gần như nháy mắt khi thương mình vương lâm tạm dừng phía sau hắn vang lên âm thanh như sét đánh Vương Lâm sớm đã có chuẩn bị rồi, thân mình lập tức lóe lên, thuấn di ra bên ngoài nghìn trượng. Chỉ nghe âm một tiếng, ngọn núi nơi hắn vừa đứng lập tức sụp đổ, trong đất đá vụn tung tóe, một đạo ánh sáng màu thâm lam lóe ra, thanh loan đao lại điên cuồng lao ra. Cùng lúc đó một cổ thường niệm từ trên thanh loan đao truyền ra. Nó lưu lại. Thân mình Vương Lâm lại lóe lên, hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái đầu rác khi thân hình hắn lại hiện ra bên ngoài nghìn trượng Thì ống tay áo của hắn đã bị xé tan Trên cánh tay xuất hiện một đảo vết thương Tốc độ thực nhanh mà Sau khi hiện ra Vương Lâm vẫn không dừng lại Lại thuấn gì đi Hắn không dám thuấn gì quá xa Nếu không một khi xuất hiện một cái khe thứ nguyên xung quanh Thì sẽ rất nguy hiểm Do đó chỉ cần thấy làm mang lóe lên Là Vương Lâm lại biến mất Chỗ đó lại lập tức vỡ vụng tan nát thành loan đao này giống như bị phát điên lên truy kích không ngừng vườn Lâm lóe lên xuất hiện hơn trăm dặm ở ngoài vừa hiện ra hắn lại dời sang bên cạnh chỉ thấy một khe thứ nguyên ở bên cạnh này từ từ mở ra cái miệng hình vòng cung vườn Lâm di động mấy trượng chỉ thấy lam mang lại lóe lên từ chỗ hắn thuấn di trước đó một cổ cuồng phong ập thẳng vào trong mặt hít thể những thứ vật chất đất núi trên đường đều toàn bộ sụp đổ thậm chí mấy cái khe thứ nguyên xuất hiện trên đường đi của lam mang cũng toàn bộ sụp đổ Thấy được một màn này làm gia độ vương lâm rung lên Không nói hai lời lập tức thuấn di Dưới chân phải hắn đầu rác Máu tươi lại tuôn ra Sau khi xuất hiện mười dặm ở ngoài Tay phải vương lâm lập tức điểm lên chân phải một cái Miệng vết thương khép lại Máu tươi cũng ngừng chảy Đây rốt cuộc là pháp bảo gì vậy Ánh mắt vương lâm hiện ra một thi tham lam Tốc độ của nó Thì chỉ có cái hùng phách thứ tư Trong thập ức tôn hùng phiên mới so sánh được thôi Tốc độ của hai pháp bảo riêng biệt này có chút tương xứng, nhưng hiển nhiên lực công kích của thanh loan đao này cường đại hơn. Cánh tay bị nó đâm qua thì có lẽ còn giữ được mạng, nhưng mà bị nó trảm qua lần nữa thì có thể là đầu rơi xuống đất. dực ấy chỉ là do mệnh hùng cấu thành, rốt cuộc mệnh hùng này là của ai chứ? Không ngờ có thể sinh ra một kim linh vật cường đại đến không thể tin được. dực ấy quả là một bảo bối mà. Thân mình vương lâm lại lóe lên, biến mất tại chỗ. Lại một trận sụp đổ xuất hiện, Tốc độ của thanh loan đau càng lúc càng nhanh, phản ứng của Vương Lâm dần dần càng không theo kịp tốc độ của nó, hơi chút vũ ý có thể bị thương. Lúc này hắn rút cuộc biết chu thức tử năm đó vì sao lại e dè như vậy với hùng phách thứ tư. Giật này ta nhất định phải đoạt được. Hạng mang trong mắt Vương Lâm lóe ra, lập tức xuất kiếm tiên bắn ra, hứa lập quốc ở trong thân kiếm bị chấn văng ra. Hứa lập quốc nè, ngươi chịu khó ủy khuất một chút đi, cứ để cho nó bắt đi đi, Đợi sau khi ta thu hồi mệnh hùng Chắc chắn sẽ đi cứu ngươi Vương Lâm nói xong Thân mình hứa lập quốc lập tức bay ra giữa không trung Hứa lập quốc kêu rên một tiếng Đang muốn chạy trốn Thì thanh loan đao lập tức lóe lên Xuất hiện bên người của nó Cuốn lấy thân mình nó lập tức biến mất vô ảnh Xa xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi Đầy u oán của hứa lập quốc Chủ nhân nè Ngươi dù sao cũng không được quên cứu ta đâu đó Vương Lâm cầm kiếm tiên Ánh mắt chớp động hắn cùng với hứa lập quốc có tâm linh tương thông có thể nhận biết được vị trí của hứa lập quốc hơn nữa hắn cân nhắc đau hụng bên trong thanh loan đau này cũng không muốn đả thương hứa lập quốc hẳn là có ý gì khác hơn nữa bản thân hứa lập quốc chính là ma đầu lấy việc cắn nuốt mà tồn tại không phải dễ dàng có thể hủy diệt được lúc này vương lâm còn có việc cần làm không thể dặn co thêm với thanh loan đau nữa có hứa lập quốc đi định vị rồi lần sau có thể tìm đến còn nhiều thời gian để nghĩ biện pháp thu phục vật ấy đem kiếm tiền thu hồi vương lâm nhìn linh sơn xa xa thương mình nhảy lên nhưng lúc này thân sắc của vương lâm khẽ động nhìn về một ngọn núi cách đó không xa nơi đó có một thương ảnh màu hồng thương ảnh ấy tràn đầy vẻ trống vắng và cô độc nàng đứng ở đó đỏ hồng như bướm thâm tình theo gió cuốn đi giống như bất đắc dĩ thâm nhập vào phàm rừng hùng điệp nơi nào của hùng điệp nhất định sẽ có bóng dáng của kiền phong ánh mắt của vương lâm vững vàng như núi nhìn khắp xung quanh tu vi của kiền phong là anh biến trung kỳ lấy thần thức của vương lâm nếu mà gã cố tình che giấu thì rất khó có thể phát giác ra được ánh mắt của vương lâm bình tĩnh nhìn về hồng điệp ôm quyền cao giọng nói hồng điệp đâu hữu đã lâu không gặp thân ảnh màu hồng trên đỉnh núi cách đó không xa lộ ra vẻ đầy cô tịch nàng nhìn vương lâm thật sâu thân hình nhoáng lên một cái trực tiếp từ trên ngọn núi phóng xuống nháy mắt đã xuất hiện cách vương lâm trăm trượng bên ngoài sau khi tới gần vẻ trống rỗng và mờ mịt hiện lên trong đôi mắt của hồng điệp lập tức đập vào trong mắt của vương lâm sắc mặt vương lâm trở nên khó coi tuy hắn đã sớm biết được những chuyện phát sinh trên người hồng điệp cũng từng nhận ra sự tồn tại của hồng điệp khi đánh nhau với kiền phong ở nơi giáp tranh với chu thước đại lục nhưng hôm nay hắn mới chân chính gặp lại hồng điệp lần đầu tiên sau cuộc chiến giữa hai người lần trước từ đôi mắt của hồng điệp vương lâm đã chỉ nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch mà thôi lúc này hồng điệp vẫn xinh đẹp như trước nhưng trên người nàng rốt cuộc cũng không nhìn ra được chút bóng dáng hăng hái nào nữa. Ngạo ý lăng thiên của một đại kiêu nữ. Năm đó, Hồng Điệp là một đại thiên chi kiêu nữ của tuyết vực quốc. Nhân vực thiên tư mà trăm năm đã hóa thần. Trong mắt nàng, Vương Lâm không khác gì một con kiến cả. Khúc mắt giữa hai người từng chút từng chút một lớn dần lên, cuối cùng dẫn tới một trận chiến. Tuy là như vậy, nhưng trong lòng Vương Lâm vẫn tôn trọng Hồng Điệp Loại tôn trọng này là sự thừa nhận một người xứng đáng là đối thủ của mình. Lúc này đây, đối thủ trong quá khứ đã tới kết cục như thế này, khiến Vương Lâm không khỏi thầm thở dài một tiếng. Cái gọi là cảnh còn người mất quả không sai chút nào. So với lúc này, Vương Lâm thực sự hy vọng có thể gặp được một hồng điệp xinh đẹp và đầy ngạo ý. Một trận chiến với một hồng điệp như vậy mới chân chính là đỉnh cao mà nhân sinh đáng để vương tới. Vương Lâm than nhẹ, thu hồi cảm xúc trong lòng, ánh mắt như điện nhìn hồng điệp bình thản nói kiền phong ra đi hồng điệp đứng đó ngẩng đầu nhìn hướng trời cao đôi mắt trống rỗng càng ngưu hôm nay kiện mẫu không rảnh đi dặn coi với ngươi ngươi cũng đã đến được đây rồi thì chúng ta tái kiến trên linh sơn đi thanh âm của kiện phong từ hư vô xung quanh truyền đến vương lâm quay ngoắt đồ lại nhìn về một dãy núi xa xa chỉ thấy một bóng đen như một đạo cuồng phong sau khi hiện lên gào rít mà đi Mục tiêu chính là Linh Sơn ở vị trí trung tâm. Hàng mang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, thân mình nhoáng lên, cũng định hướng về phía Linh Sơn bay đi. "Hồng Điệp, ngươi không phải là đi khắp nơi để tìm kiếm cơ hội tái chiến với Dương Lâm một trận hay sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này, giết hắn đi." Tiếng cười, cười kiêu ngạo của Kiện Phong từ phương xa truyền đến, bóng dáng gã như điện, nháy mắt đã biến mất. Trần Ngưu, hai người bạn cũ các ngươi gặp lại, hãy ở đó mà ôn lại chuyện cũ đi. Chờ kiện mẫu lấy ra mệnh hùng sẽ lại tới đây thu thập nhà ngươi. Vẻ trống rỗng trong đôi mắt của Hùng Điệp biến mất, hiện ra một cổ chiến ý nồng đậm, thân mình nàng thoáng lên ngăn cản trước người Vương Lâm. Không thúc cho lời nào, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay nàng. Cùng lúc đó một cổ khí tức ngập trời từ trên người Hùng Điệp bỗng nhiên bạo phát mà ra. Hơi thở này không chút nào thua kém Vương Lâm, hơn nữa trên người nàng cũng ẩn ẩn có tiên lực lượng lờ Hiển nhiên tu vi của nàng dù chưa đạt tới anh biến kỳ Nhưng cũng không kém là mấy Tăng ngưu Từ trong miệng hồng điệp Một thanh âm lạnh như băng truyền ra Ánh mắt nhìn chầm chầm vào vương lâm Vương lâm nhíu mày nhìn nàng thật sâu Hắn cũng không vội vã tìm kiền phong Nguyên bản hắn đoán nơi này Không có nhiều khả năng sẽ xuất hiện linh sơn Dù sao nếu thực sự đây là tu tinh chi tinh Thì không thể xuất hiện linh sơn được hai mắt hồng điệp chợt lóe lên vung trường kiếm trong tay về phía trước thanh kiếm lập tức rời tay tạo ra một cổ kình phong hóa thành một tia chớp màu đỏ phá không lao ra với tốc độ cực nhanh nháy mắt đã đâm đến bị tầm của vương lâm thân mình vương lâm lui lại phía sau tay phải vỗ lên túi trữ vật cấm phiền xuất hiện trong tay rung lên vô số cấm chế từ bên trong bay ra hình thành một cấm chỉ phòng hộ trước người tia chớp màu đỏ kia lập tức đâm vào cấm chỉ phòng hộ này tạo ra âm thanh ầm ầm chấn động lông trời lở đất điên cuộn quanh quẩn vang ra khắp nơi. Dưới đất, đất cát cuộn cuộn nổi lên, chỉ thấy trong bão cát này hồng quang chợt lóe lên, bốn dáng của hồng điệp nhanh chóng bay ra. Trong tay đã xuất hiện một khối băng màu đỏ, bên trong khối băng này phát ra một cổ hàng khí dày đặc, lập tức tràn ngập bốn phía. Khi hồng điệp tới gần, đột nhiên đôi mắt tràn ngập chiến ý của nàng lóe ra một cổ đau thương sâu sắc. Khi nàng lao ra thì đôi môi không ngừng run rẩy. Giết ta đi! một thanh âm yếu ớt từ trong miệng hồng điệp nhẹ nhàng truyền ra nhưng ngay lập tức tia đau xót liền biến mất chỉ còn lại chiến ý dày đặc khí thế lăng lệ xông thẳng vào người của vương lâm lấy lòng vương lâm chấn động hắn đã nghe được thanh âm của hồng điệp nhìn thấy ánh mắt của hồng điệp đột nhiên trở nên do dự hồng điệp kiêu ngạo sự kiêu ngạo của nàng là truyền ra từ tận xương tủy từ tận linh hồn nàng sống luôn như một đóa hoa hồng kiêu sa một tia thần trí ẩn giấu thật sâu trong nàng tình nguyện tử vong cũng không nguyện sống một cuộc sống tù túng như vậy vương lâm thở sâu đối mặt với khí thế lăng lệ của Hồng điệp hắn duỗi tay phải ra xuất ra một trảo vào hư không lập tức tượng đạo cấm khí từ trong cấm phiên gạo rít lao ra phát ra từng trận hào quang cấm chỉ ngưng tụ trong tay của hắn một thanh trường thương thực lớn dài chừng ba trượng hình thành phát tán ra từng đạo hắc khí một tay hắn nắm lấy trường thương ánh mắt như điện nhìn hồng điệp thân mình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh đâm ra một thương một thương này mang theo từng trận âm thanh gào rít phá không như những tiếng kêu khóc thảm thiết từ đầu mũi thương phát ra âm thanh truyền ra đến mấy vạn dặm bên ngoài khối băng trong tay hồng điệp bỗng nhiên hướng về mi tâm nàng đâm xuống một đạo hồng quang từ mi tâm lóe ra chỉ thấy từng từng lớp lớp những miếng băng mỏng màu đỏ từ mi tâm tràn ra với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được nháy mắt đã bao bọc lấy cả thân mình hình thành một bộ áo giáp màu đỏ Toàn bộ áo giáp này đều có màu đỏ, tản ra từng trận hàn khí, hồng quang chiếu lên càng làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ của Hồng Điệp. Giữa phút này nàng giống như một nàng chiến tiên vậy. Áo giáp không ngừng tản mát ra hồng quang, bỗng nhiên trong tay nàng xuất hiện một cây roi màu đen. Cây roi này chính là cung cực tiên, Kiên Phong đã đưa cho nàng để cho nàng dùng để đối phó lại Vương Lâm. Trong mắt Hồng Điệp phát tán ra quang mang kỳ dị, tay phải nàng vung cây roi ra, chỉ nghe từng trận bang bang từ cây roi này phát ra ngay sau đó cây roi như một con dao lông dọc theo dáng người hồng điệp như một tia chớp đâm xuống tới vương lâm đôi mắt vương lâm chợt lóe lên thương chuyển thương động ngay khi đâm ra một thương thương mệnh vương lâm liền lui về phía sau hai tay bấm quyết trong miệng khẽ niệm chú ngay sau đó một cổ quái phong ẩn chứa tiên lực lập tức gào rích đuổi theo trường thương hướng về phía trước cung cực tiên và trường thương đột nhiên đâm sầm vào nhau âm thanh như tiếng trời sụp đất nứt Rôi và thương đâm vào nhau tạo ra một cổ khí lãng mạnh mẽ trung kích khuếch tán ra xung quanh. Bóng dáng vườn lâm cũng không hề di động. Cổ khí lãng khuếch tán như cơn bão cáp này nháy mắt khi ập tới gần chỗ hắn thì liền bị cổ quái phong này cuốn lấy, gào rít với thế công càng mãnh liệt hơn nhằm về phía hùng điệp. Cánh tượng này phát sinh nhanh như tia chớp. Sau khi cung cực tiên trong tay hồng điệp va chạm với trường thương thì liền lập tức rời khỏi tay nàng hóa thành một đạo thi chớp màu đen xuyên thấu cổ quái phùng đang cuốn đến đâm thẳng về hướng của vương lâm chỉ nghe bang một tiếng bóng dáng vương lâm bạo lui trực tiếp rời ra xa ngoài trăm trượng hai mắt hắn lóe ra quan mang kỳ dị thấp giọng nói cùng cực tiên cây rồi này hắn đã từng gặp qua một lần nhưng cuối cùng vẫn không thể tới tay lần này gặp lại hắn quyết định phải đoạt được cho bằng được lại nói tới hồng điệp khi cổ quái phong kia cuốn tới thân mình của nàng không tự chủ được phải lùi về phía sau áo giáp màu đỏ trên người nàng lập tức phát ra từng trận khí tức cực hàn khí tức này điên cuồng tràn ra phía trước chỉ nghe từng trận răng rắc từ giữa hư không truyền đến một đám băng điêu hình thù kỳ quái như đám trông nhọn sắc bén ngưng kết thành hình giữa không trung dưới hàng khí này không ngờ khí lãng cũng bị đóng băng lại từ hư vô hóa thành hữu hình vương lâm nhìn cái áo giáp kia hạng mang hiện lên trong mắt hồng điệp nâng tay phải lên điểm lên đám băng điêu trước mặt một cái lập tức những tiếng răng rắc từ trong những cái đám băng điêu này vang lên bên ngoài chúng lập tức xuất hiện đạo đạo vết nứt nhanh chóng lan tràn gần như chỉ trong nháy mắt toàn bộ đám băng điêu không còn chỗ nào trơn mịn nữa bụp một tiếng liền vỡ vụn thành những cái mẩu nhỏ rơi hết xuống đất giết ta ánh mắt hồng điệp lộ ra vẻ đấu tranh vẻ thống khổ trên khuôn mặt càng đậm hơn lúc này xung quanh thân thể của hồng điệp cung cực tiên giống như dao lông bay lượn khắp nơi chiếc áo giáp màu đỏ trên người nàng vẫn tản mát ra từng trận hàng mang vương lâm nhìn hồng điệp lặng lẽ gật gật đầu tay phải của hắn vỗ lên túi trữ vật một thanh chiến phủ thực lớn lập tức xuất hiện trong tay ngay khi chiến phủ này xuất hiện không trung bỗng nhiên tối sầm lại toàn bộ ánh sáng đều ngưng tụ trên bề mặt của cái cây chiến phủ này từng đạo thi chép bầu tím lưu động trên chiến phủ theo cánh tay của vương lâm lưu chuyển toàn thân từng trận âm thanh bùm bụp liền từ trong cơ thể vương lâm truyền ra là chú thích nha Chiến phủ tức là cây rìu chiến đó Tiếp tục Thời khắc này một cổ chiến ý chưa từng có Dần ngưng tụ trong tim của Vương Lâm Cây chiến phủ này Chính là do cự ma tộc lão tổ Triệu hoán ra trước khi chết Là vũ khí của tổ tiên cự ma tộc Ở thi âm tông của triệu quốc Sau khi Vương Lâm đạt được Vốn định để dành cho bổn tôn sử dụng Nhưng hiện tại kiếm tiên đã mất đi kiếm hồn rồi Không thể phát huy ra được thần thông nữa Hắn lại không muốn sử dụng tôn hồn phiên Do đó cái thành chiến phủ này chính là vũ khí thích hợp nhất. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm, hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng thoát ra. Một đạo hồng quang từ trong miệng bay ra, đón gió mà bành trướng lên, hóa thành một đạo hoa hồng trong suốt màu đỏ, phiêu phù trước người nàng. Nháy mắt đó hoa màu hồng đỏ này đã nở rộ lên, từ nhụy hoa bên trong phiêu tán ra một làn khối hồng, mơ hồ từ trong đó có thể nhìn ra hình bóng của Hồng Điệp. Hình bóng này khuôn mặt có một cổ ngạo ý nồng đậm, so với hồng điệp năm đó trong lòng của vương lâm thì giống nhau như đúc thằng ngưu ra tay đi ánh mắt hồng điệp trong làng khói kia lộ ra vẻ kiêu ngạo nhìn về phía của vương lâm lúc này cách chỗ vương lâm và hồng điệp đang đứng ngàn dặm chu vũ thái đang nhanh chóng bay đi tu vi của gã không phải là anh biến kỳ tốc độ không thể nhanh bằng vương lâm vẫn đuổi theo phía sau Vừa rồi khi thanh loan đau xẹt qua người của gã chỉ trong chớp mắt đã khiến gã cực kỳ kinh hãi. Cuộc đời này gã chưa từng thấy thứ nào có tốc độ nhanh đến như vậy. Khi đang bay đi, bỗng nhiên Chu Vũ Thái nhấn mày, thân hình lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Lúc đó phía chân trời đằng sau của gã, một mảnh hồng quang gào rít xông đến, cuồn cuộn quay cuồng, màu đỏ nổi bật giữa thiên địa. Ngay cả mấy cái khe thứ nguyên trên không trung lúc này, dưới sự trùng kích của đám mây màu đỏ này cũng nhanh chóng tiêu tan Chu Vũ Thái than thầm lập tức trở nên cung kính, đứng tại chỗ không động đậy. Đám mây đỏ như một con mảnh thú từ thời thượng cổ, trên không trung gào thét mà qua. Khi bay qua chỗ Chu Vũ Thái thì một thanh âm già nua từ bên trong truyền ra. Tiếng đầu! Chu Vũ Thái vội vàng xưng dạ, khẽ động thân mình, hóa thành một đạo vòng cung bay vào trong phạm vi của đám mây đỏ. Bên trong mây đỏ chỉ thấy một lão già đầy vẻ tang thương mặc áo quần màu hồng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt như điện đang nhìn về phía xa xa. Thân mình của lão không động, nhưng tốc độ của đám mây đỏ cũng rất nhanh bay về phía trước. Chu Vũ Thái đứng ở bên người lão nhân, thần thái cung kính. Chu Vũ Thái thầm kiến tiền bối. Lão nhân hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua chỗ xa xa. Ánh mắt này như có thể xuyên qua khoảng cách không gian, nhìn đến chỗ Vương Lâm và Hùng Điệp đang giao chiến ở ngoài vạn dặm. Lão trầm mặt một lúc, bình thản nói: tử tâm đâu chu vũ thái trầm giọng nói trên đường dẫn bố và tử tâm gặp phải dương lâm sau đó một mình tử tâm rời đi rồi lão nhân than nhẹ rồi nói thôi không quản cô ta nữa ngươi theo ta đi linh sơn thôi lão nhân nói xong tốc độ của đám mây đỏ dưới chân nhanh hơn bay về phía linh sơn lão nhân này chính là vân tước tử Tiên di tộc lợi dụng phù văn trên đầu lâu của hư tổ bằng vào tu vi thập nhị diệp tạm thời phá bỏ hạn chế của chu thức mộ để vân thức tử đi vào trong này. Tuy nhiên nếu hư tổ còn trên đời thì với tu vi của ông ta có thể hoàn toàn bài trừ cấm chế của tu tinh chi tinh. Nhưng mà tiên di tộc là sử dụng phù văn lực trên đầu lâu để phá giải cho nên không thể giải khai hoàn toàn được. Tuy có thể để vân thức tử đến đây nhưng lại bị hạn chế về mặt thời gian sau một thời gian nhất định phù văn lực tiêu tan thì vân Thức tử sẽ bị lực lượng kỳ dị của tu tinh chi tinh trực tiếp trục xuất đi cho nên khi lão vừa tiến vào đây thì liền không lãng phí chút thời gian nào lấy tốc độ nhanh nhất đi đến linh sơn ở vị trí trung tâm lúc này kiên phong thì đang tiến đến linh sơn vân Thức tử cũng đang vội vã lau đi ngoại trừ hai người này còn có một số người khác đang từ các nơi khác nhau hướng về vị trí trung tâm của chu thước mộ nhanh chóng bay đến trong số những người này Có người của tiên di tộc cũng có tu sĩ Giờ khắc này trên Linh Sơn Đã sớm có một lão già đến được đây rồi Người này tướng mạo bình thường Nhưng đôi mắt lại ẩn chứa huyết quang nồng đậm Trên vai lão có một con khỉ nhỏ Đôi mắt của nó cũng phát ra hùng quang dày đặc Lão già này đứng ở trên đỉnh của Linh Sơn Trong hư không có một cái cửa thật lớn Xung quanh nó tản mát ra từng trận kim mang chói mắt Cái cửa này cao chừng trăm trượng Hướng thẳng lên trên Lúc này trên đó xuất hiện một đảo cái khe Như một vết sẹo cực kỳ bắt mắt Lão già nhìn chiếc cửa này Hồng quang trong mắt càng đậm Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt âm trầm Khoanh chân ngồi xuống thủ nạp Con khỉ nhỏ trên vai của lão lại nhìn loạn xung quanh Đôi mắt vẫn luôn phát ra hồng quang Lại nói tiếp đến chỗ của Vương Lâm và Hồng Điệp Đóa hoa hồng trong suốt trước người Hồng Điệp Phát ra vẻ đẹp kiều diễm Hư ảnh phía trên là một tia thần thức được che giấu kỹ càng của Hùng Điệp. Đây mới chính là nàng. Nàng nhìn Vương Lâm vẻ kiêu ngạo trong mắt dày đặc, nhẹ giọng, nói Tàng Ngưu ra tay đi, giết ta đi. Loại sinh mạng mất đi thần trí này lưu lại cũng vô dụng. Hùng Điệp ta thà chết cũng không muốn sống như vậy đâu. Vương Lâm nhìn Hùng Điệp, một loạt những cảnh tượng giữa hắn và nàng trong đầu hiện lên. Ê thiên chi kiêu nữ kết quả cuối cùng lại rơi xuống như vậy thật đáng buồn mà vương lâm than nhẹ hắn nhìn ra hư ảnh của hồng điệp không phải kiêu ngạo mà ẩn chứa một tia thương tâm sâu sắc một tia xót xa từ đáy lòng bên trong sự chua xót này ẩn chứa đầy thống khổ làm cho người ta nhìn đến đáy lòng cũng không khỏi rung động hồng điệp ta sẽ thành toàn cho ngươi ánh mắt vương lâm nhíu lại chiến phủ trong tay vung lên bỗng nhiên thân thể hắn nhảy dựng lên ở giữa không trung hắn gầm nhẹ một tiếng Chiến phủ bay ra Như một đạo lưu tinh ầm ầm bổ xuống hồng điệp Một búa này mang theo một cổ khí tức cường đại Xẹt qua hư không Cũng khiến hư không chấn động Như là sắp sụp đổ Nó bổ xuống dù chưa tới mặt đất Mà trên mặt đất đã xuất hiện vô số rảnh nước nẻ Đất đá bay đi vỡ tan tành Hồng điệp ngẩng đầu lên Nhìn cử phủ bổ xuống Một tia thần thức trên đó hoa hồng trước người Hóa thành một làn khối nhẹ bay vào trong mi tâm của bản thể. Giờ khắc này hai mắt hồng điệp không còn chút chiến ý nào, cũng không trống rỗng, mà là có một chút trong sáng, một chút kiêu ngạo, một chút bi thương, một chút hận thù. Khóe miệng hồng điệp chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười, nụ cười này cực kỳ vui vẻ, rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của nàng. Thời khắc này nàng như một thiếu nữ thơ ngây, buông xuống tất thể chấp niệm tâm linh một cổ chiến ý ngập trời từ trên cự phủ đang bổ từ giữa không trung xuống tràn ra thời khắc này như là một người khổng lồ vô hình cầm lấy cự phủ từ trên trời giáng xuống điên cuồng bổ ra nụ cười trên khuôn mặt hồng điệp tươi đẹp nhưng bên trong vẻ tươi cười này như cũ vẫn có một cổ kiêu ngạo sâu sắc không tiêu tan cổ kiêu ngạo này chính là cả con người hồng điệp cả đời hồng điệp chính là đi lên trong kiêu ngạo lúc này đây dù sắp chết ngạo ý vẫn xông thẳng lên trời cao đó hồng lên như điệp. Chiến phủ cách không bổ đến, một cổ cuồng phong từ búa này phá không tản ra xung quanh. Hai bên nhanh chóng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, vang vọng trong đất trời. Tính cho đến ngày hôm nay, hồng điệp sống mới không đến 300 năm. Cuộc đời ngắn ngủi của nàng giống như một con bướm vậy. Dù chỉ là nháy mắt nhưng nó đầy mỹ lệ, đầy ngạo khí, khiến cho tất cả những ai tiếp xúc với nàng cũng vĩnh viễn khó quên. Tuy ngạo khí của nàng khiến cho rất nhiều người không thích, Tuy nàng tuyệt tình khiến cho rất nhiều người chân chính không thể gần gũi Nhưng nàng là hùng điệp Một Hồng điệp kiêu hãnh Chiến phủ bổ tới cách người nàng không đến mười trượng Những cổ khí tức có thể hủy thiên diệt địa từ trên thân chiến phủ đã truyền đến Giờ khắc này nếu hùng điệp muốn chống cự Thì nàng có tư cách để chống cự Nếu muốn né tránh thì nàng đủ thực lực để thoát ra Nhưng nàng không chống cự cũng không né tránh Hai mắt của nàng càng lúc càng sáng ngời Vẻ kiêu ngạo cũng ngày càng tăng Chẳng qua bên trong vẻ kiêu ngạo lại có thêm một chút tiếc nuối, dù ẩn chứa rất sâu nhưng Vương Lâm vẫn có thể thấy được. Lúc này Hồng Điệp như có thể thấy được sư phụ, giọng nói, dáng điệu của sư phụ, ân nghĩa dạy bảo từ khi còn bé, hiền lành cùng với những ngôn tượng nghiêm khắc khi nàng đã thành thiếu nữ. Những cảnh tượng này lần lượt hiện lên trong mắt của nàng. Ngoài trừ sư phụ ở ngoài, trong mắt nàng còn hiện lên một thân ảnh, đó chính là một thiếu niên gầy yếu, thiếu niên này ánh mắt thủy chung mãi luôn âu yếm chỉ yên lặng nhìn mình nhìn thấy hình bóng này khóe miệng hồng điệp lại hiện lên một tia mỉm cười hình ảnh này trong mắt nàng lóe lên cuối cùng như ngưng lại trên người một thanh niên trong mắt người này tình yêu cực kỳ nồng đậm gã vì hồng điệp mà không ngại không thiết ăn cắp cùng cực tiên hẹn gặp lại dung mạo xinh đẹp của hồng điệp chậm rãi động lại chiến phủ đã bổ tới người đóa hoa hồng trước người hồng điệp lập tức phát ra hồng quang chói mắt, từng mảnh từng mảnh rơi ra hướng về bốn phía bay múa, cuối cùng dừng lại bên trong hư không. Khóe miệng hồng điệp xuất hiện một tia máu, hai mắt ảm đạm, chỉ có cổ ngạo ý nồng đậm trên khuôn mặt vẫn lưu lại không tiêu tán. Mùa hoa nở sang năm là lúc hoa hồng trên chu thức tinh sẽ nở rộ nhất. Trong một bình nguyên ở cực bắc sẽ có một đóa hoa hồng màu xanh lam nở rộ ra. Dương Lâm, đó chính là lễ vật mà ta dành cho ngươi Đó hoa hồng mất đi những cánh hoa Chỉ còn lại nhụy hoa Khi chiến phủ bổ tới người hồng điệp Nó liền lập tức hóa thành tro bụi Tiêu tán Mì tâm của nạn xuất hiện một vết máu từ từ rịnh ra Nhìn rất kinh người Hồng điệp Cuộc đời này con có một kiếp nạn Kiếp nạn này chính là một đường phân ra sinh tử Nếu con vượt qua Cuộc đời này con sẽ sống trong bình yên Nhưng nếu không qua được thì con chỉ có thể âm hận mà chết Sư phụ dùng tâm huyết cả đời Để tính ra một quẻ này cho con Mỗi việc phải cẩn thận Không để một kiếp nạn này của con Sợ là sẽ ứng với trên người tặng ngưu này Phải chiến không muốn cũng không được Đôi mắt của Hùng Điệp bị máu tươi chảy vào Trước mắt chỉ còn một mặn sương hùng Lúc này nàng ta nhớ lại những lời nói của sư phụ trước đây Sư phụ Người có thể tính ra một kiếp cho Hùng Điệp Đáng tiếc cũng chỉ là kiếp cuối cùng mà thôi Không thể tính ra người Mang đến cho Hồng Điệp một kiếp nữa Là Kiền Phong Chiến phủ xé gió trực tiếp Xuyên qua người Hồng Điệp Bùng một tiếng đã chìm vào trong nền đất Trên mặt đất để lại một cái hú thật sâu Một đám khói đen từ bên trong tràn ra Áo giáp trên người Hồng Điệp xuất hiện Từng đường khe nứt Da dẻ của Hồng Điệp cũng nứt ra lan tràn Cuối cùng lan đến khắp toàn thân Nàng nhắm hai mắt lại, thân mình nổ bùm một tiếng, hóa thành một mảnh sương máu. Một cơn gió mát thổi đến, đám sương máu chậm rãi tiêu tan, hóa thành nhiều điểm huyết sắc tinh mang, tràn ngập cả thiên địa. Một đại kiều nữ, hồng điệp, bỏ mạng. Dương Lâm, hãy chấp ta giết kiền phong, được chứ? Vương Lâm trầm mặt đứng ở giữa không trung, hắn ngưỡng đầu nhìn về phía trời xa. Mơ hồ hắn dường như nghe được một chút thanh âm của hồng điệp trước khi đi một thanh âm như do thần niệm tâm linh truyền ra. Tuy là ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập trái tim khiến người ta cả đời khó quên. Hồng điệp chết đi chỉ lưu lại duy nhất một khối ngọc giản, một chiếc côn cực tiên. Hai vật này phiêu phù giữa không trung, tản mát ra một cổ cô tịch. Ý cảnh của Kiền Phong là vô hạn dục vọng, hắn như là cắn nuốt hết thể muốn vượt qua tất cả những ý cảnh khác. Thứ nào có thể bị cắn nuốt chứ? Kiền Phong không cần phải là ý cảnh, mà là một tia cảm ngộ khi kết nối ý cảnh với thiên đạo. Thông qua cắn đút ý cảnh đạt được những cảm ngộ khác nhau, do đó có thể khiến cho ý cảnh của mình không ngừng hoàn thiện, cuối cùng đạt đến viên mãn. Vương Lâm bắt lấy ngọc giảng, bên trên ngọc giảng này là những thứ mà nàng ghi chép được khi quan sát được cảm ngộ của Kiền Phung trong những năm qua. Vương Lâm lặng lẽ nhìn hồng điệp tiêu tán, than nhẹ một tiếng, thân mình hạ xuống mặt đất, tay phải hắn hướng về hú sâu triệu hồi chiến phủ lập tức bay trở lại bị hắn thu vào trong túi trữ vật sau đó tâm niệm hắn khẽ động xuất ra một trảo cách không cung cực tiên liền lóe lên bị vương lâm nắm trong tay sau khi cẩn thận quan sát hắn liền thu nó vào trong túi trữ vật trên cung cực tiên này có một cổ thần niệm của cao thủ vấn đỉnh kỳ vương lâm tạm thời không thể loại bỏ nó được chỉ cần vẫn giữ nó trong tay thì hắn liền nắm chắc có thể hoàn toàn xử lý sau khi ngưng hóa vấn đỉnh chủ hồn của thập ức tôn hồn phiên thì có thể loại bỏ thần niệm trên cung cực tiên chân chính đoạt được cung cực tiên này làm xong hết thảy vương lâm lại liếc qua chỗ hồn điệp vừa biến mất hắn khẽ lắc đầu hơi nhúng chân một cái thân mình liền hóa thành một làn khối nhẹ bay về phía linh sơn xa xa lúc này ở trên linh sơn đám mây đỏ của vân thức tử gạo rít xông qua trực tiếp đi tới đỉnh núi của linh sơn ở trong này đám mây đỏ hóa thành một đạo cơn lốc màu đỏ, từ giữa không trung bỗng nhiên hạ thẳng xuống giữa đỉnh núi. Vân Thức Tử bên trong cơn lốc đi ra, phía sau ông ta là Chu Vũ Thái với vẻ mặt rất cung kính. Vân Thức Tử liếc mắt một cái, liền nhìn thấy lão già đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi với một con khỉ nhỏ ngồi sớm trên vai. Vân tước Tử nhướng mày, hai mắt như điện, sau khi nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức khẽ biến. Không biết vị đạo hữu đoạt xá này là ai Sao không hiện ra chân thân vậy Vân tức tử nhìn chầm chầm lão già Trầm giọng nói Lão già đó dương mắt lên Tùy ý liếc nhìn vân tức tử một cái Cười khang rồi nói Hồi ta và ngươi không quen biết nhau Dù là hiện ra chân thân Thì ngươi cũng không nhận biết lão phu là ai Con khỉ nhỏ trên vai của lão Nhe răng nhìn về vân tức tử Hồng quang trong mắt lóe lên Sắc mặt của vân tức tử vẫn bình thường đôi mắt sáng như đuốc của lão như tia chớp nhìn về phía con khỉ nhỏ một lúc sau ông ta khẽ mỉm cười rồi nói hóa ra chỉ là một con rối hả hồng quang trong mắt của lão già chợt lóe lên nhìn chằm chằm vào vân tức tử đúng lúc đó con khỉ nhỏ trên vai của lão bỗng nhiên kêu lên một tiếng chi chi hồng quang trong mắt của lão lập tức tiêu tan trầm giọng nói tại hạ mạc lực hải nói xong lời này hai mắt của lão lại bắn ra hung mang Lão nhắm mắt lại lại ngồi ở đó Người này tôi nói chỉ là tu di anh biến hậu kỳ Nhưng mà trên người hắn lại có một cổ cảm giác rất kỳ dị Loại cảm giác này người ngoài không phát hiện ra được Chỉ khi tu di đạt đến vấn đỉnh mới có thể cảm giác được rõ ràng Hắn không phải là người của chu tước tinh này Vân thức tử nhìn kỹ lão già một lúc rồi thu hồi ánh mắt lại Nhìn vào cái cửa thật lớn giữa hư không trầm mặc không nói Lấy hiểu biết về chu tước mộ của ông ta một đường đi đến đây, ông ta cũng thấy có chút ngạc nhiên. Chu tức mộ trong lời của một thế hệ chu tức tử cũng không phải là như vậy. Linh vật do mệnh hồn tạo ra là do năng lực kỳ dị của tu tinh chi tinh ngưng hóa mà thành. Theo như lời của một thế hệ chu tức tử, thì vương tức tử nhớ rõ rằng cái loại linh vật này chỉ có bên trong tu tinh chi tinh mới xuất hiện. Chỉ có điều linh sơn ở nơi này cũng không phải là giả. Cái cửa bên trên đỉnh linh sơn chính là thông đạo duy nhất đi vào mộ của một đời chu tức tử tu tinh chi tinh tồn tại trong phạm vi cái mộ của một đời chu thức tử chẳng qua cái cửa này nếu không có tu tinh chi tâm thì không thể mở ra muốn đi vào thì cần phải chờ đến khi nơi này vỡ ra đến một trình độ nhất định vân thức tử quan sát bên trong bỗng nhiên thần sắc khẽ động tùy ý nhìn về phía dưới đỉnh linh sơn rồi thu hồi ánh mắt lại một lát sau bóng dáng của kiện phùng từ dưới chân núi lao lên sau khi xuất hiện trên mặt của gã lập tức lộ ra vẻ đề phùng cẩn thận quan sát vân thức tử gã hơi trầm ngâm thân mình di chuyển đến một chỗ đất trống ở một góc khoanh chân ngồi xuống không lâu sau lục tục có người tới đây trong đó có hai người là bác diệp thuộc chú sư của tiên di tộc sau khi hai người lên đến đỉnh núi nhìn thấy vân tức tử thì lập tức lộ ra thần sắc vui mừng liền đi tới bên người vân tức tử vẻ mặt rất cung kính trong số tu sĩ cũng có một người tới đây Người này mặc đồ màu xanh, trên mặt mang một cái mặt nạ dữ tợn, trên mặt nạ lại lộ ra một cổ thanh mang, ngăn cản thưởng thức thâm nhập. Sau khi lên đến đỉnh Linh Sơn, đánh giá một phen, rồi trầm mặt ngồi xuống một chỗ, không nói gì cả. Một lúc lâu sau, từ phía chân trời xa xa có ba đạo vòng cung phá không mà lao tới, nhanh chóng bay đến đây. Chỉ thấy khi ba đạo vòng cung này vừa mới tới gần, bỗng nhiên cả tòa Linh Sơn chấn động ầm ầm. Nhất là cái cửa thật lớn kia lại phát ra âm thanh răng rắc, rung lên kịch liệt cái khe bên trên vỡ ra từng đạo nứt nẻ trong từng trận âm thanh ầm vang giờ phút này không chỉ có linh sơn rung chuyển mà cả chu tức mộ đều rung chuyển cũng giống như lần chấn động đầu tiên từng tảng đá lớn đứt đá sụp đổ hóa thành hư vô vô số cái khe thứ nguyên xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong thiên địa phía trên không trung cũng sụp đổ như vậy ba đạo vùng cung nhanh chóng bay đến cũng không ngoại lệ không thể tiến thêm một bước đi vào linh sơn mà toàn bộ đều bị vây trong những cái khe thứ nguyên trong đợt sụp đổ này chết một cách thảm thiết thời gian lượng chấn động này so với lần đầu tiên thì dài hơn sau 30 ức thời gian mới chậm rãi dừng lại tuy nhiên 30 ức thời gian này lại khiến cho toàn bộ phía ngoài của chu tước mộ đã hoàn toàn sụp đổ làm cho nơi này xuất hiện vô số cái khe thứ nguyên tại chu tước sơn vẫn còn lục tục có những tu sĩ cường giả muốn đi vào chu tước mộ nhưng mỗi người tiến vào đều gặp phải cái khe thứ nguyên bị cắn nuốt sạch sẽ không có ngoại lệ dần dần số người tiến vào ngày càng nhiều như là thông đạo vào chu thức mộ không có hạn chế vậy vẫn cho phép người ta tiến vào dần dần có tu sĩ phát hiện ra có điều gì không ổn cuối cùng việc này lập tức trở nên quỷ dị không ai dám bước vào thông đạo nữa trong mắt bọn họ thông đạo kia như đã biến thành một con mảnh thú chuyên cắn nuốt tu sĩ chỉ cần đi vào liền không còn chút cơ hội sống sót nào nữa bên trên linh sơn trong chu thức mộ theo lần sụp đổ thứ hai của tu tinh chi tinh cái cửa thực lớn kia xuất hiện thêm nhiều vết nứt trong đó thậm chí có mấy vết nối tiếp giao nhau cùng một chỗ chấn động qua đi vân thức tử ánh mắt lại lóe lên nhìn chăm chằm vào cái cửa thực lớn này tay phải vung lên một đạo tiên lực mạnh mẽ tràn ra hóa thành một thủ ứng thực là lớn ứng cái cửa dưới một chưởng này cái cửa lập tức chấn động nhưng cũng không có thêm nhiều vết nứt nẻ xuất hiện mà thủ ứng này lại trống rỗng biến mất bên trong. Vương Thức Tử nhíu mày lại, xoa xoa bàn tay, vẻ mặt âm trầm chờ đợi lần sụp đổ tiếp theo. Tuy nhiên ánh mắt của lão thỉnh thoảng lại quét về phía chân núi, như đang đợi điều gì đó. Lúc này một đạo bóng hình màu tím từ dưới linh sơn bay lên, người này là một nữ tử trên mặt che khăn đen. Nàng không phải chỉ đi lên một mình, phía sau còn có bốn lão già trên trán lóe ra phù văn, đều cũng có tu vi hóa thần hậu kỳ. Trên người bọn họ có thể nhìn ra rất nhiều vết thương Nàng đúng là tử tâm Sở dĩ nàng và chu Vũ Thái Bằng vào tu vi hóa thần Mà có thể đi đến nơi này Là do bọn họ đều có mấy phù lỗi Những phù lỗi này Chính là do Vân Thức Tử tặng cho hai người Để đảm bảo an toàn Là chú thích nha Phù lỗi thì có cái chữ lỗi này Thì giống như là khôi lỗi vậy Tiếp tục Nhìn thấy tử tâm Vân Thức Tử khẽ gật đồ Ra hiệu cho nàng tiến lại Tử tâm thở sâu tùy ý liếc mắt nhìn kiền phong ở một góc không xa ánh mắt lộ ra một tia thù hận rồi hướng về tới chỗ vân thức tử nháy mắt khi tử tâm xuất hiện ánh mắt của kiền phong trước sau vẫn không rời khỏi nàng sắc mặt của gã cực kỳ khó coi lộ ra sát khí dày đặc khi nhìn tử tâm đôi mắt của gã không ngờ còn có một tia thống khổ dễ dụa lóe lên một cái rồi biến mất tử tâm kiền phong nhìn chằm chằm về tử tâm gằn lên từng chữ Tử tâm nhìn về phía kiện phung không thúc ra lời nào Nhưng mà hững ý trong mắt cũng cuồn cuộn ngập trời hô hấp của kiện phung có chút dồn dập Hai mắt của gã nhìn liếc qua vân tức tử Hít vào một hơi thật sâu Mạnh mẽ áp chế tâm niệm Gã âm trầm nhìn tử tâm Cười lạnh một tiếng rồi nhắm hai mắt lại Đang lúc này lại có một bóng người từ dưới linh sơn lao lên Dừng lại trên đỉnh núi Người này vừa xuất hiện Đa số người trên đỉnh núi ánh mắt đều hơi nhíu lại Nhìn về phía hắn kiên phong mở bừng hai mắt ra hàng mang chật lóe lên còn tử tâm thì lập tức cúi đầu lùi lại vài bước đứng phía sau người vân thức tử tinh quang trong mắt vân thức tử lấp lánh khóe miệng nổi lên một nụ cười với ý vị sâu xa nội tâm chu vũ thái thì than thầm gã trước kia đuổi theo vương lâm vốn là định nói cho hắn một chuyện nhưng trên đường lại gặp vân thức tử không biết vì sao mà xuất hiện nơi này bị đối phương mang theo tới đây người đi lên đỉnh núi vừa rồi đúng là vương lâm Lão già mang theo con khỉ nhỏ kia sau khi nhìn thấy hình dáng của Vương Lâm thì hồng quang trong mắt lóe lên, lộ ra vẻ kỳ dị nhìn Vương Lâm cười âm trầm. Nhất là con khỉ nhỏ trên vai của lão, ánh mắt nhìn Vương Lâm hung mang lộ ra không chút che giấu. Người mang mặt nạ cũng quét nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ, nhưng sau đó lập tức trở nên thanh minh, hướng về Vương Lâm khẽ gật đầu không nói gì cả. Lúc này Vương Lâm có vẻ cực kỳ chật vật, Quần áo trên thân thể của hắn có nhiều chỗ đã bị tổn hại. Khi hắn lên núi mới được nửa đường thì bị cản trở bởi lần sụp đổ thứ hai của chu tức mộ. Dưới một cái khe thứ nguyên có phạm vi rất lớn, hắn suýt nữa thì tán thân rồi. Cuối cùng phải tạo ra một huyệt động trên linh sơn mới có thể tránh thoát. Đợi sau khi lần sụp đổ hoàn toàn qua đi mới dám đi ra, tránh được một kiếp. Nếu lúc ấy mà hắn vẫn đang đứng giữa không trung thì sợ rằng bây giờ đã bỏ mình rồi. Dung Huynh Tàng Ngưu Vương Lâm. Ba tiếng gọi khác nhau từ mấy người trên đỉnh núi Vang lên. Người gọi hắn là Vương huynh dĩ nhiên chỉ có Chu Vũ Thái, người gọi là Tăng Ngưu là Kiền Phong, còn một thanh âm tang thương cuối cùng lại xuất phát từ Vân Thức Tử. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người của Vân Thức Tử. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Vân Thức Tử sau lần từ biệt đó. Bộ dáng lôi thôi ngày nào đã biến mất hoàn toàn. Lúc này bộ dáng của Vương Thức Tử chính là bộ dáng mà năm đó hy hữu lắm, hắn mới thấy được. Vương Lâm nhìn Vương Thức Tử, Vương Thức Tử đồng dạng cũng nhìn lại Vương Lâm, cả hai đều rơi vào trầm mặt. Một lát sau Vương Lâm nở ra một nụ cười chua xót, ôm quyền, nói Dạng bối thăm kiến tiền bối Vương Thức Tử than nhẹ, lắc đầu, nói Người cũng đến đây đi Tay phải Vương Lâm vỗ túi trữ vật, tương đạo ô quang từ bên trong lần lượt bay ra dưới cái vùng tay của vương lâm lập tức hướng về vương tước tử bay tới dừng lại bên cạnh Vân tước tử hóa thành một đám tượng gỗ điêu khắc những bức tượng gỗ điêu khắc toàn bộ đều giống nhau như đúc trên đó đều khắc một thanh niên anh tuấn việc năm đó tiền bối dặn bảo giảng bối đã toàn bộ hoàn thành rồi vương lâm nói xong đi đến một khúc khoanh chân ngồi xuống không nói gì nữa ánh mắt của Vân tước tử chợt lóe lên tay phải vung về phía trước những bức tượng gỗ điêu khắc lập tức biến mất lão nhìn vương lâm không nói gì nữa ánh mắt lại nhìn về cái cửa thật lớn trong hư không đối với việc làm thế nào mà vương tước tử có thể đi vào nơi này vương lâm cũng không có hứng thú tìm hiểu tiền di tộc truyền thừa vô số năm nội bộ nhất định có những thần thông đặc biệt hơn nữa vương lâm cũng không phải là người đa sự vì một chuyện mà phải gặn hỏi vương lâm đã từ bỏ việc đạt được tu tinh chi tinh hắn muốn thu hồi lại mệnh hùng của chính mình mà thôi dù sao tu tinh chi tinh liên quan đến toàn bộ sinh mệnh trên chu thước tinh, Vương Lâm còn chưa đến cái độ vì ham muốn cá nhân của bản thân mình mà hy sinh tất cả sinh mệnh trên chu thước tinh được. Đương nhiên nếu là kẻ thù có thù án với hắn thì lại khác. Năm đó hắn có thể tiêu diệt toàn bộ đàn gia, tuyệt sát toàn bộ những người liên quan, bởi vậy có thể thấy được Vương Lâm không phải là loại người lòng dạ ủy mị như đàn bà. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt của hắn chợt lóe lên, đảo qua người của Kiện Phong, Lúc này ánh mắt của Kiền Phong cũng đang hướng nhìn lại hướng của hắn. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đối chọi với nhau. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia lạnh như băng, thu hồi ánh mắt lại, nhìn sang người mang mặt nạ kia. Người này có chút xa lạ, sau khi nhìn thoáng qua Vương Lâm cũng không để ý thêm nữa. Sau đó hắn chăm chú nhìn lão già lưu lại nụ cười quỷ dị trên lối vào chu tước sơn. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Lão già này tạo ra cho Vương Lâm cảm giác bị uy hiếp so với vương thức tử còn đáng sợ hơn mấy lần hàng mang trong mắt vương lâm lóe ra nhìn chằm chằm vào lão già trở nên trầm mặc lão già phát hiện ra ánh mắt của vương lâm cũng chuyển mắt nhìn lại trên miệng lại lộ ra nụ cười âm trầm vương lâm cảm giác rất quen thuộc nhưng mà hắn khẳng định là chưa từng gặp qua người này trong đời mình đúng lúc này từ chân trời xuất hiện một đạo vòng cung phá không mà lao tới trong đạo vòng cung có một dáng người rất nổi bật người này nhoáng một cái tránh thoát một cái khe thứ nguyên đáp xuống đỉnh Linh Sơn. Nữ tử này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, quần áo như sóng cuộn dập dềnh, giống như một tiên tử đứng ở trên đỉnh Linh Sơn. Ngay khi Vương Lâm nhìn rõ nàng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nữ tử này không phải ai khác mà chính là Liễu Mi. Thật ra Liễu Mi có một câu rất đúng, Vương Lâm và nàng vốn là cùng một loại người, ở đáy lòng đều là một tia vô tình. Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt lại, vẻ mặt lạnh như băng so với lúc trước khi đánh một trận với vương lâm liễu mi không có gì thay đổi trên mặt liễu mi lộ ra một tia ai oán nhìn vương lâm nàng khẽ bước tiến về chỗ của vương lâm vương lâm nhớ mày đối với liễu mi hắn không có chút ấn tượng tốt đẹp nào cảnh tượng như mộng kia dưới con mắt của hắn chẳng qua là do âm dương tạo thành mà thôi hắn lạnh lùng liếc nhìn liễu mi một cái bình thản nói dương mẫu không muốn bị quấy rầy đừng đến gần đây Liễu Mi dừng lại, ánh mắt nàng nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Ngươi thực sự là người lông giả dạ sắt đá hay sao?" Trong mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Chỉnh ra." Liễu Mi nhìn Vương Lâm, bỗng nhiên mỉm cười lại nói: "Lý Mộ Uyển kia ở trong lòng ngươi là như thế nào vậy?" Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên, lạnh giọng nói: "Cút đi." ngươi chủ ý cảnh đã đạt đến viên mãn rồi, nhưng dương mẫu muốn giết ngươi cũng không quá khó khăn đâu. đừng có tự tìm chết. Lời nói này của Liễu Mi là muốn phá hư đạo tâm của hắn, nhưng nàng lại không biết lý Mộ Uyển chính là vẫy ngược của Vương Lâm. Động vào, hắn liền muốn giết người. Nếu lúc này không phải là lúc để ra tay thì Vương Lâm nhất định đã xuất ra tôn hùng phiên để giết nàng rồi. Vương Lâm là loại người đối với hắn có ơn thì cực kỳ xem trọng, nhưng đồng dạng đối với những người vô can từ bên ngoài thì luôn lạnh như băng. Người sát đá nửa điểm cũng không sai mà Liễu mi khẽ mỉm cười Xoay người rời đi Hướng về chỗ kiện phung Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại Lại nhìn sang lão già âm trầm kia Đang nhìn lại chỗ hắn Người này hay là do đoạt xá chăng Đấy lòng Vương Lâm khẽ động Hắn nghĩ đến khả năng này Nếu không như vậy thì sao người này Lại gây cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy Nếu Vương Lâm là một phàm nhân Thì hắn sẽ không vì một nụ cười Mà liên tưởng đến quá nhiều sự tình như vậy dù hắn là tu sĩ bậc thấp thì hắn cũng không có được thần thông huyền diệu bậc này. Nhưng Vương Lâm là anh biến sơ kỳ tu sĩ. Anh biến tu sĩ dù lỡ trong tinh không thì cũng có thể coi là một cường giả một phương, không thể xem thường. Nếu là trước khi tiên giới chưa tan biến, anh biến tu sĩ chính là một bậc tiên nhân. Thân thể hoàn toàn từ tiên lực ngưng tụ mà thành, tự nhiên có một chút cảm ứng huyền diệu. Loại cảm ứng này cực kỳ kỳ diệu, chỉ có một số tu sĩ thực lực rất mạnh mới có khả năng làm được. Nếu tu vi cực kỳ cao thâm, thường thì chỉ cần tâm niệm khẽ động, mơ hồ có thể nhìn thấu một số việc của tương lai. Loại thần thông huyền diệu này không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Giờ phút này đế lộng vương lâm chính là có cái loại cảm giác này. Hắn biết rằng chính mình tuyệt đối không nhìn lầm, lão già mỉm cười âm trầm kia rất quen thuộc. Ta đã tu luyện hơn 600 năm rồi, kẻ thù vô số, nhưng nếu chỉ cần một nụ cười mà có thể khiến ta kinh tâm, thì chỉ có một mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh Nhưng nội tâm cũng nhấc lên sóng gió ngập trời Hắn hít một hơi thật sâu cúi đầu Đồng tử trong mắt coi rụt lại Lộ ra vẻ kiên kỵ Ma niệm của độ tiên Thác lâm Hết tập 96 của bộ truyện tiên nghịch Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio